Xin mến chào cô chú chị, chào mừng cô chú chị đã quay trở lại với kênh Bảo Điền Bất Sản. Em là Điền đây. Hiện tại em Điền đang có mặt ở tại xã Xuyên Mộc, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu anh chị. Đó. Em Điền đang đứng đây là đứng trên mặt tiền đường tỉnh lộ 329 anh chị ha. Và chuẩn bị bất động sản em Điền giới thiệu tới đây á, rất thích hợp cho cô chú chị nào mà đang có tài chính nhỏ nhưng mà muốn là mua mặt tiền đường kinh doanh được và có một cái khoảng đất trống ha để mình trồng rau trồng rán ha. Thì chuẩn bị có bất động sản em đi chuẩn bị giới thiệu tới đây thì giá rất là ok luôn chị, rất là rẻ luôn anh chị ha. Thì trước khi em nói tới cái lô đất thì em Điền sẽ giới thiệu sơ cái tuyến đường này ha. Thì tuyến đường này mang tên là tỉnh lộ 329 và cái hướng đi vào trong đây là mình sẽ đi được xã Hòa Hội, Hòa Hiệp và đi được xã Bình Châu ha. Đi vòng qua Bình Thuận vẫn được anh chị ha. Nói chung là tuyến đường này là tuyến đường huyết mạch chính ha, của huyết mạch chính để mà từ Hòa Hiệp và Hòa Hội đi ra thị trấn thì đi đường này hết anh chị ha. Đó. Và hướng ngược lại mình sẽ đi giao ra thị trấn Phước Bủ, giao ra quốc lộ 5 cũng như là mình gặp thị trấn Phước Bủ như trung tâm huyện anh chị ha. Đó. Thì từ đây di chuyển ra đó thì khoảng đâu đó là 6-7 cây anh chị, 6-7 cây và chưa tới một cây số là mình gặp ngay ngã tư Xuyên Mộc. Ở đó thì dường như là trung tâm của xã Xuyên Mộc anh chị ha. Ở đó có chợ Xuyên Mộc và trường học các cấp, ủy ban nhân dân, trạm y tế vân vân. Nói chung là tiện ích Điền nghi thì đầy đủ ở đó anh chị ha. Và đây anh chị, bất động sản mà em Điền muốn giới thiệu tới đây anh chị ha. Đó, thì giao thông trên tuyến này đường giao thông đi di chuyển lại trên đường này thì rất là đông anh chị ha. Đây anh chị, bất động sản mà em Điền muốn giới thiệu tới đây. Đây, trước mặt cô chú chị đây ha. Thì hiện tại trên bất động sản mình thì đang gia chủ mình đang làm một cái nhà tiền chế và đang kinh doanh bán tạp hóa anh chị ha. Đó. Và đây, và em Điền sẽ nói sơ qua cái thông tin cơ bản của bất động sản mình trước nha. Bất động sản mình là đang có diện tích là 5 sau 50 và có 50 xin lỗi anh chị, có 80 thổ cư anh chị. Đó. Khoảng 250 mét vuông. Mặt tiền kinh doanh đó. Như cô chú chị thấy nè, đường giao thông đi lại rất là đông ha. Và đường này sẽ có lộ giới mở ra nữa nha anh chị nha, sẽ mở rộng nữa nhưng mà đất mình thì sẽ mở rộng đâu khoảng 4-5 mét nữa thôi anh chị. Nói chung cũng không nhiều nhưng mà trên sổ đang có cái ấy đó ha. Đó. Thì hiện tại trên cái mặt tiền đường này ha, bất động sản mình được cái có cái là có chiều sâu rất là tốt anh chị, chiều sâu tới tận 50 nhưng mà trung bình á, là những cái bất động sản khác thì trung bình chiều sâu khoảng là 40-30 thôi anh chị ha. Nhưng mà bất động sản mình là chiều sâu được 50 và trên mặt tiền đường này thì dường như là rất là hiếm có những cái bất động sản mà ngang 5 mét anh chị. Đa số là đại đa số nha là trên 10 mét và giá bán cũng là rất là đỉnh anh chị. Không phải là đỉnh nhưng mà giá thị trường thì khoảng đâu đó là 400 triệu hơn một mét ngang anh chị ha, tùy vị trí anh chị nha. Như vị trí này thì nếu mà bán gia chủ mình bán giá thị trường á, thì sẽ là chơi vào 400 triệu một mét ngang. Đó, 5 mét thì tương đương là 2 tỷ anh chị. Nhưng mà riêng bất động sản này gia chủ mình đang kẹt tiền anh chị. Giá bán thì em Điền sẽ báo giá luôn để khỏi mất thời gian của chú chị mình coi video ha. Thì giá bán của bất động sản này tổng lô là 1 tỷ 670 triệu anh chị. Đó. Tính ra khoảng đâu hơn 300 triệu một chút xíu thôi là một mét ngang anh chị ha. Đó. Giá rất là mềm và những cô chú chị nào mà đang có tài chính nhỏ khoảng hơn 1 tỷ thôi ha, là mua bất động sản này để mà kinh doanh hoặc là đầu tư vẫn ok anh chị. Đó. Rồi bây giờ em Điền sẽ đi tiến hành vào bên trong anh review chi tiết cái bất động sản của mình nha. Đó. Ranh thì ranh của bất động sản mình thì từ giáp cái đích xe em đây nè ha. Đó, ngang qua là 5m và sâu là 50. Đó, và hiện tại trên bất động sản mình thì gia chủ mình đang kinh doanh cái tạp hóa nhỏ lẻ ha. Nói chung là nhà san sát rồi, nhà cửa san sát rồi. Nói chung là phía trong thì gia chủ mình đang kinh doanh cái tạp hóa nhỏ lẻ và này là tiền chế thôi anh chị. Nói chung là mình mua xong thì gia chủ mình sẽ có một cái thời gian nhất định sẽ dời cái tạp hóa này qua bên sân nhà ha. Và để lại cái phần đất trống cho mình, nói chung là trả lại cái đất trống cho mình ha.
Này. Bây giờ em điện lui phía sau khu vực bất động sản của mình này. Đây thì nói chung là diện tích thì có chiều sâu rất là tốt và đất ở đây rất là tốt anh chị. Đó, gia chủ mình đang trồng trọt những cây hoa màu và cây cải ha, này kia ha, rất là tốt này. Ở vùng đất này là đất đỏ anh chị ha. Đó, chiều sâu lui tới lần sau luôn là 50 mét. Đó, đất mình là vuông vức anh chị ha, mặt tiền 5 mét và hậu 5 mét, rất là vuông vức luôn. Đó, rất là đẹp anh chị, giá cực kỳ rẻ luôn. Từ Sài Gòn mà cô chú chị di chuyển về đây thì mất khoảng đâu đó là 2 tiếng đồng hồ thôi ha, di chuyển cao tốc. Thì từ đây lên Sài Gòn thì khoảng đâu đó hơn 100 km. Bất động sản mình thì đang có hướng đông anh chị ha, hướng đông như dường như là đông đông bắc anh chị ha. Đó, 5 mét sâu 50, có 80 thổ cư đang bán giá cực kỳ rẻ luôn anh chị ha, 1 tỷ 670 triệu. Rồi em Điền cũng xin được dừng video clip tại đây, thì cô chú chị nào mà quan tâm đến bất động sản này thì hãy liên hệ em Điền nha. Em Điền sẽ dẫn cô chú chị đi xem thực tế bất động sản này. Và thiện chí nữa mình sẽ trực tiếp thương lượng ha, thương lượng thêm. Rồi xin chào và hẹn gặp lại cô chú chị những video clip lần sau. Xin chào.